Phạm Thị Kim Huệ, hồng nhan đa chuân của làng bóng chuyền Việt Nam. Cựu vận động viên nổi tiếng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, phụ công hàng đầu với cú đánh một chân khuất phục mọi hàng rào chắn một thời, người được mệnh danh là hoa khôi bóng chuyền trong hơn một thập kỷ. Đó là những gì người ta nghĩ đến khi nhắc tới Phạm Thị Kim Huệ, một biểu tượng thành công của bóng chuyền Việt Nam. Với suy nghĩ thông thường, người vừa có tài năng, vừa có nhan sắc như Kim Huệ, tưởng như đón chờ cô sẽ là con đường trải toàn hoa hồng. Nhưng người xưa cũng có câu hồng nhan đa chuân, và cựu vận động viên bóng chuyền đội tuyển quốc gia Việt Nam thì chắc chắn thấm thía điều này. Bởi dù có tài và luôn xinh đẹp trong mọi thời điểm, nét buồn vẫn là một thứ mãi đeo đẳng người phụ nữ sinh năm 1982 này. Mấy ai biết rằng sau vô số những thành tích trong sự nghiệp thi đấu, Kim Huệ lại có con đường bám nghề không hoàn toàn hanh thông, suôn sẻ. Kim Huệ bén duyên với thể thao, ban đầu với tư cách là thành viên của tuyển trẻ điền kinh chứ không phải bóng chuyền. Nhưng vì thương con gái theo nghiệp điền kinh vất vả, năm 1996, mẹ của Kim Huệ đã đưa con đi dự tuyển vào đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh Thông tin. Với khả năng thể thao tích lũy từ quãng thời gian theo điền kinh, cùng chiều cao vốn có, Huệ dễ dàng vượt qua buổi thử sức và trúng tuyển. Trụ lại sau nhiều lần sàng lọc gắt gao, sau 5 năm ăn tập, cô gái Kim Huệ khi ấy chưa tròn 19 tuổi đã được giao chiếc băng đội trưởng ở cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Thời điểm đỉnh cao 2002 đến 2007, không ai trong khu vực có thể chơi hay hơn Kim Huệ ở vị trí phụ công, cũng không ai có sức ảnh hưởng lớn đến một đội tuyển quốc gia như Kim Huệ. Còn nhớ tại SEA Games năm 2003 trên sân nhà, Kim Huệ đã khẳng định bản thân với tư cách mũi đánh nhanh vào loại hay nhất Đông Nam Á và cùng với Ngọc Hoa trở thành cặp đôi phụ công hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, dường như mỗi lần nhắc tới câu chuyện về Hoa Huệ, người hâm mộ chỉ còn biết tiếc thay cho cô gái Kim Huệ mà thôi. Ngọc Hoa từng được ra nước ngoài thi đấu và cơ hội tương tự tưởng chừng cũng đã đến với Kim Huệ khi có đến 5 lần cô nhận được lời mời chơi cho các câu lạc bộ nước ngoài. Đây rõ ràng là cơ hội mà không phải một vận động viên bóng chuyền Việt Nam nào cũng có thể có được. Tuy nhiên, luôn có những lý do khiến cho những cơ hội ấy mãi chỉ còn nằm trên giấy. Khi còn khoác áo đội bóng quân đội, đó là những khó khăn về cơ chế. Đến khi Kim Huệ chuyển qua thi đấu cho Ngân hàng Công Thương, đó lại là những khó khăn về tài chính của câu lạc bộ nước ngoài trong phút chót, hay sự không thống nhất trong thỏa thuận giữa câu lạc bộ nước ngoài và Ngân hàng Công Thương. Tất cả điều này như một cánh cửa khép lại hết thảy giấc mơ xuất ngoại của cô phụ công xinh đẹp, tài giỏi này. Nhưng thời điểm khủng hoảng nhất trong sự nghiệp Kim Huệ có lẽ phải kể đến năm 2006. Kim Huệ khi ấy gặp phải chấn thương rất nặng do tập luyện quá sức, trong khi thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sau thi đấu lại rất ít, nên cô bị dạn xương ống chân và phải phẫu thuật. Nhưng sau khi mổ xong, Kim Huệ lại vì cố đi thi đấu sớm mà khiến cho bệnh tiếp tục tái phát. Lúc này, vì mong muốn điều trị dứt hẳn mà Kim Huệ đã cắn răng bỏ tiền túi để lo toàn bộ chi phí phẫu thuật mà không được hưởng một chút hỗ trợ nào vì trái tuyến. Ở thời điểm đó, đội bóng của Kim Huệ lại chiêu mộ được thêm một số vận động viên trẻ tài năng. Cô phụ công khi đó đã không thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực rằng bản thân sẽ bị lãng quên do đã có tuổi, làm lại phẫu thuật đến tận 2 lần, vậy thì chắc gì đã có thể trở lại thi đấu. Cũng trong khoảng thời gian này, có nhiều việc không hay đã xảy ra với Kim Huệ, khiến cho cô cảm thấy thất vọng vì nghề vận động viên thật bạc bẽo. Tất cả những điều này khiến cho hoa khôi bóng chuyền Việt Nam một thời cảm thấy bế tắc cùng cực. Sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần đã đưa Kim Huệ đi đến quyết định tạm gác lại sự nghiệp thi đấu để lập gia đình. Kim Huệ toàn tâm toàn ý xây dựng mái ấm nhỏ, bất chấp việc kết hôn với người ngoài ngành bị gia đình phản đối. Nhiều người bảo thời điểm trước khi lập gia đình cô có nhiều lựa chọn, tại sao lại chọn người ấy? Gia đình cũng cấm cản không cho yêu, nhưng cô gái Kim Huệ khi ấy vẫn quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim, vì hiểu được rằng nhân vô thập toàn. Cô nhìn thấy những hạn chế của chồng, nhưng cho rằng bản thân cũng thế. Cô đã thẳng thắn tuyên bố với ba mẹ mình, sướng khổ gì sau này con chịu, và quyết lên xe hoa cùng với người mình yêu thương. Sau 3 năm rời xa sân bóng để dốc lòng vun đắp tổ ấm và có một cô con gái đáng yêu, với ngọn lửa đam mê bóng chuyền còn rực cháy, cộng thêm sự thuyết phục của các huấn luyện viên trong ban huấn luyện, Kim Huệ cuối cùng cũng đã quyết định trở lại tập luyện.
Những tưởng rằng cứ như vậy Kim Huệ sẽ có được một cuộc sống gia đình viên mãn. Tuy nhiên, người phụ nữ như cô cuối cùng cũng không thoát được kiếp tình duyên lận đận. Đi theo tiếng gọi của trái tim, Kim Huệ sau cùng vẫn ly hôn vì những bất hòa muôn thuở không thể hòa giải. Kim Huệ mới nhận ra rằng có quá nhiều khó khăn, áp lực, đặc biệt là về mặt kinh tế trong cuộc sống hôn nhân. Điều mà trước đó có lẽ vì quá yêu, cô chưa thể nhìn ra. Lâu dần, mọi thứ cứ như giọt nước tràn ly, cả hai không còn tìm được tiếng nói chung nên đành chia tay. Kim Huệ thậm chí hy sinh quyền nuôi con cho chồng sau khi hôn nhân tan vỡ vì lý do đặc thù trong công việc vận động viên của mình. Nói về quyết định này, phụ công mang áo số 5 chia sẻ, cô không chỉ vượt qua chính mình mà còn vượt qua dư luận, vượt qua những lời khen chê của khán giả. Dù vậy, cô quyết tâm sẽ đi xa nhất có thể, đến mức không thể thi đấu nữa thì mới dừng lại. Cuộc sống của Kim Huệ sau khi chia tay chồng cũng cực kỳ vất vả, khi kinh tế vô cùng hạn chế. Nhiều khi cô tưởng như mình đã đi vào ngõ cụt, tuy nhiên với bản tính can trường, Kim Huệ sẵn sàng đối mặt với mọi nhọc nhằn trên đường đời. Cô không muốn quay lại dựa dẫm vào bố mẹ đẻ mà chấp nhận tự mua nhà trả góp và vẫn tiếp tục trả góp cho đến bây giờ. Cô cho rằng đó mới là cuộc sống. Sau những ngày tháng vất vả trong cuộc sống, mọi thứ cứ tốt dần lên với Kim Huệ. Có những người muốn lo cho cô, mua nhà, mua xe cho cô, nhưng cô đều từ chối. Thay vì phụ thuộc vào đàn ông, Kim Huệ muốn kiểm soát, chủ động với cuộc sống của bản thân mình. Thời điểm khó khăn nhất đã qua đi, hiện nay ở tuổi 38, sau hơn 20 năm cống hiến hết mình với tư cách một vận động viên, Kim Huệ lui về làm công tác huấn luyện và đang giữ vị trí huấn luyện viên trưởng đội bóng Ngân hàng Công Thương. Cô phụ công ngày nào bây giờ đã có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Sau bóng chuyền, Kim Huệ cũng bén duyên với môn thể thao mới, đó là golf. Cô dự định sẽ cố gắng tập cho tốt, nếu có thời gian sẽ theo golf chuyên nghiệp. Nếu các bạn là fan của Kim Huệ, hãy comment cho chúng tôi được biết bạn thích điều gì nhất ở người phụ nữ xinh đẹp, tài năng này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.